Sau gần một tháng kể từ ngày mẹ ruột qua đời, MC Kỳ Duyên đã lấy lại tinh thần và trở lại Việt Nam để giải quyết công việc. Trong 3 năm trở lại đây, ngoài công việc chính là dẫn chương trình, MC Kỳ Duyên còn phát triển thêm cơ sở kinh doanh riêng tại Việt Nam. Thế nên sau khi trở về Mỹ, chịu tang mẹ và lo chu toàn mọi thứ, cô đã gạt nỗi buồn quay trở lại Việt Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục công việc. Trong một sự kiện gần đây, MC Kỳ Duyên đã có mặt tại hội nghị tri ân khách hàng của công ty Lụa Thái Tuấn. Dù đã ngoài 50, nhưng dáng vóc MC Kỳ Duyên vẫn vượt mượt mà. Cô được chọn là gương mặt tiêu biểu của Lụa Thái Tuấn. Sự xuất hiện tươi tắn của nữ MC Kỳ Duyên xinh đẹp khiến không ít khách mời kịp bất ngờ, bởi nhiều nghĩ rằng Kỳ Duyên sẽ ẩn mình một thời gian để nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ. Tuy nhiên, theo lời MC Kỳ Duyên cho biết, cô không muốn trốn tránh và giấu mình trong những người. Thay vào đó, cô sẽ lao vào công việc để không còn thời gian nữa. Nữ MC Kỳ Duyên khẳng định rằng là cô có một cách thường sử dụng để chuẩn bị qua một biến cố nào đó trong cuộc sống. Trước đó, sau một sự tập bài cho nhau để chuẩn bị ghi hình, cũng như những lời đồn đoán trước đó, MC Kỳ Duyên và Duy Hân đã chia tay. Tuy lần đứng đầu trên sân khấu với vai trò là một MC chuyên nghiệp, nhưng danh nhân Duy Hân vẫn rất chuyên nghiệp và gần như không vấp phải một lỗi nào. Anh chia sẻ được có sự tự tin đứng trên sân khấu thì anh đã thỉnh giáo MC Kỳ Duyên và được cô dạy rất tỉ mỉ từ động tác nhỏ và cách hát hơi sao cho đúng nhất. Trong một show diễn trên sân khấu với rất nhiều những ca sĩ